Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay NBC Vlogs USA sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về COVID-19, các màn lừa đảo trên mạng trực tuyến. Gần đây có một sự gia tăng đáng kể trong các vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến COVID-19. Hãy nhớ các mẹo này để giúp bạn phát hiện và tránh những trò gian lận này, để bạn có thể an toàn hơn khi sử dụng mạng trực tuyến. Các loại lừa đảo phổ biến đại diện cho các tổ chức y tế, giả mạo nguồn chính phủ, trang web bán sản phẩm gian lận, yêu cầu nguyên góp phi lợi nhuận và cung cấp tài chính gian lận. Với đại diện cho các tổ chức y tế, những kẻ lừa đảo giả làm cơ quan y tế, chẳng hạn như Health Organization hoặc CDC, có thể cung cấp phương pháp chữa trị, xét nghiệm hoặc thông tin COVID-19 khác. Với giả mạo nguồn chính phủ, một số lừa đảo tuyên bố phát hành, cập nhật và thanh toán thay mặt cho iOS hoặc cơ quan thuế chính quyền địa phương. Với các trang web bán sản phẩm gian lận, họ có thể cung cấp chất khử trùng tay, khẩu trang hoặc các sản phẩm theo yêu cầu khác không bao giờ đến. Những người lừa đảo này giả yêu cầu COVID-19 đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện hoặc các tổ chức khác cần được kiểm tra cẩn thận. Cung cấp tài chính gian lận. Những kẻ lừa đảo có thể giả làm ngân hàng, nhà đầu tư hoặc người đòi nợ với những lời đề nghị được thiết kế để đánh cắp thông tin tài chính. Cung cấp tài chính gian lận. Những kẻ lừa đảo có thể giả làm ngân hàng, nhà đầu tư hoặc người đòi nợ với những lời đề nghị được thiết kế kẻ đánh cắp thông tin tài chính. Và sau đây, mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn làm thế nào để tránh lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự gia tăng của truyền thông COVID-19 bằng cách ngụy trang những trò gian lận của họ như những thông điệp hợp pháp về virus. Bên cạnh email, những kẻ lừa đảo cũng có thể sử dụng tin nhắn văn bản, cuộc gọi tự động và các trang web độc hại để liên lạc với bạn. Những kẻ lừa đảo thường đặt ra như các nguồn nổi tiếng, đáng tin cậy và có thẩm quyền. Truy cập trực tiếp các nguồn như who.int hoặc cdc.gov để có được thông tin thực tế mới nhất về COVID-19. Nếu bạn nhận được một yêu cầu mong muốn về thông tin cá nhân hoặc tài chính, hãy dành thêm thời gian để xem tin nhắn. Những kẻ lừa đảo thường sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin đăng nhập hoặc chia sẻ chi tiết ngân hàng và địa chỉ với họ. Họ cũng có thể yêu cầu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền ảo. Một số lừa đảo lợi dụng thiện chí yêu cầu nguyên góp cho COVID-19 nỗ lực cứu trợ. Thực hiện một số nghiên cứu để đảm bảo rằng tổ chức phi lợi nhuận là hợp pháp, như kiểm tra xem chúng có được đăng ký với Charity Navigator không. Những kẻ lừa đảo cũng đặt ra như các tổ chức phi lợi nhuận hợp pháp. Để tự tin hơn, tiền của bạn sẽ đến với một tổ chức phi lợi nhuận. Bạn có thể nguyên góp trực tiếp thông qua trang web của họ, thay vì nhấp vào trang liên kết được gửi cho bạn. Trang liên kết giả thường bắt chước các trang web được thiết lập bằng cách thêm từ hoặc chữ cái. Nếu nó nói một cái gì đó như nhấn vào đây, tức là click here, hãy cẩn trọng, không nhấn vào liên kết đó. Các từ sai chính tả hoặc các chữ cái và số ngẫu nhiên trong URL hoặc địa chỉ email cũng có thể chỉ ra một trò lừa đảo. Ví dụ, nếu bạn
ghé thăm ios.gov, tức là một trang web thiệt. Nhưng nếu họ gửi cho bạn ios.com, đó là giả. Tương tự giống như là khi bạn apply cho tiền thất nghiệp, thì cái trang web dol.gov là thiệt, nhưng dol.com là giả. .gov có nghĩa là nó chính thức. Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng bạn trên trang web của chính phủ liên bang. Các chương trình lừa đảo sử dụng các ứng dụng hoặc trang web trên điện thoại thông minh tự xưng là văn phòng chính phủ liên quan đến các chương trình của CARES Act. Các trang web giả mạo này đang yêu cầu PII, tức là bao gồm thông tin ngân hàng để gửi tiền cứu trợ. Thủ phạm sau đó sử dụng thông tin này để ghi nợ từ tài khoản ngân hàng của người tiêu dùng. Trên màn hình là một cái email gửi ra, mà ở đây cái người gửi email nói là từ chính phủ, thì họ nói là họ sẽ cho mình 2.000, bởi vì mình đang trong cái lúc ở nhà. Và muốn nhận số tiền này thì anh chị phải điền vào cái trang ở phía dưới này. Thì nếu mà anh chị nhìn rõ đó, cái chữ GOV á, nó không phải là GOV thường, mà nó là chữ G xong rồi số 0 xong rồi chữ V. Đó là lý do tại sao nó là không có đúng trang mạng của chính phủ nha. Và ở phía dưới thì họ có nói là nếu như mình muốn ủng hộ National Coronavirus Relief Fund thì hãy ủng hộ ở dưới đây và bấm cái chữ here. Thì khi các anh chị mà bấm vào á, thì mình sẽ cập nhật cái thông tin của mình và họ có thể lừa đảo mình bằng cách lấy tiền từ nhà băng của mình và những cái thông tin khác rất là quan trọng. Các email lừa đảo yêu cầu bạn xác minh thông tin cá nhân của mình để nhận được khoản thanh toán tác động kinh tế từ chính phủ. Các cơ quan chính phủ không gửi email muốn tìm kiếm thông tin cá nhân của bạn để gửi tiền cho bạn. Email lừa đảo cũng có thể được cho là có liên quan đến đóng góp từ thiện, cứu trợ tài chính tổng hợp, hoàn tiền vận chuyển hàng không, thuốc chữa trị và vaccine giả, bộ dụng cụ xét nghiệm giả. Không mở email đính kèm hoặc nhấn vào liên kết trong email từ người gửi mà bạn không nhận ra. Không cung cấp tên bạn, mật khẩu, ngày sinh, số an sinh xã hội, dữ liệu tài chính hoặc thông tin cá nhân khác để phản hồi email hoặc cuộc gọi lừa đảo. Email và văn bản có thể được cho là của một tổ chức từ thiện hoặc sử dụng cuộc khủng hoảng hiện tại để khiến bạn nhấn vào liên kết hoặc tải xuống một tập tin. Đó có thể là một virus lây nhiễm máy tính của bạn bằng phần mềm độc hại có thể đánh cắp thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn số tín dụng hoặc mật khẩu ngân hàng của bạn. Hãy cảnh giác với các cuộc gọi tuyên bố rằng bạn đã nhận được một khoản thanh toán vượt mức của khoản thanh toán tác động kinh tế và yêu cầu một khoản hoàn trả khác nhau. Người tiêu dùng có thể bị đe dọa với các hậu quả bất lợi như phạt tiền, tịch thu hoặc bắt giữ nếu họ từ chối hoàn trả tiền. Người gọi có thể yêu cầu thanh toán bằng thẻ giá trị được lưu trữ, chẳng hạn như iTunes, Google Play hoặc thẻ Steam, hoặc bằng cách chuyển tiền như Western Union hoặc MoneyGram. Tội phạm có thể sẽ tiếp tục khai thác các phương pháp lừa đảo mới về COVID-19 trên toàn thế giới. Xin hãy cảnh giác và dò thăm tin tức về các chương trình lừa đảo phổ biến liên quan đến đại dịch COVID-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel NBC Vlog USA. Xin hãy nhấn subscribe để nhận được những thông tin mới.
cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại.